Tại bản kết luận điều tra vừa được C03 công bố, Phan Quốc Việt bị đề nghị truy tố về hai tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ để thực hiện mục đích tham gia sâu vào quá trình đấu thầu cung cấp kit test COVID-19 tại các bộ ngành địa phương. Phan Quốc Việt đã mượn nhiều doanh nghiệp có quan hệ làm ăn thân thích với công ty Việt Á để hợp thức đấu thầu, từ đó trúng thầu và bán kit test COVID-19 với giá cao. C03 xác định thủ đoạn chính, công ty Việt Á, công ty trung gian cung cấp thông số kỹ thuật sản phẩm và báo giá của công ty Việt Á. Báo giá của các công ty trong hệ thống công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập chỉ đạo điều hành, gồm công ty An Việt, công ty khoa học Việt Á, công ty cổ phần Thừa Thiên Huế, hoặc báo giá của các công ty có mối quan hệ quen biết với Phan Quốc Việt, quan hệ làm ăn kinh tế với công ty Việt Á, công ty VNDAT, công ty TABC. Trong đó, báo giá do công ty Việt Á, công ty trung gian đưa ra là giá thấp nhất để lãnh đạo cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế sử dụng đưa vào hồ sơ dự toán, hồ sơ đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào thầu qua mạng hoặc chỉ định thầu thông thường hay chỉ định thầu rút gọn. Cơ quan điều tra khẳng định, việc này không đảm bảo nguyên tắc khách quan minh bạch trong đấu thầu, vi phạm các điều cấm trong đấu thầu. Theo lời khai của Phan Quốc Việt và đồng phạm, sau khi công ty Việt Á, công ty trung gian được các đơn vị, cơ sở y tế thanh toán tiền theo hợp đồng, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho công ty trung gian, đơn vị, cơ sở y tế bằng hình thức chuyển tiền từ tài khoản cửa hàng Âu Lạc do Hồ Thị Thanh Thảo, em vợ Phan Quốc Việt quản lý sử dụng, đến tài khoản của 7 nhân viên phụ trách vùng của công ty Việt Á, để những nhân viên này chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế, đồng thời chuyển tiền đến tài khoản của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế hoặc tài khoản của các đối tượng khác do lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế cung cấp, chuyển tiền đến tài khoản của các cá nhân do công ty trung gian cung cấp để công ty trung gian sử dụng chi tiền cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời bàn giao hồ sơ tài liệu thu thập trong quá trình thanh tra cho Tổ trưởng Tổ kiểm tra 1, theo quyết định số 20/QĐ-TU ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu liên quan đến công ty AIC để tiếp tục kiểm tra làm rõ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra các dự án gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do công ty AIC thực hiện trên địa bàn, liên quan đến một số dự án gói thầu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 21 tháng 8, nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ban đầu xác định ngôi nhà bị cháy có 3 tầng, 1 tum, cháy ở khu vực tầng 1 với 2 lớp cửa khóa trong. 3 nạn nhân đang hô hoán ở ban công ở tầng 3. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đồng thời triển khai một lan bê phun nước làm mát, chữa cháy và cử tổ trinh sát đưa nạn nhân ra nơi an toàn. Đến 4 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Tối ngày 20 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 19 tháng 8, tại tổ 2 khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp phòng trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo phía sau 3 người có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua khai thác ban đầu, lái xe khai nhận tên là Kota, 26 tuổi, trú tại bản Den Saban, huyện Sebon, tỉnh Savanakhet, Lào. Hiện đối tượng đang làm việc tại điểm tổ chức thi đấu gà thuộc bản Hui San, huyện Sebon. Đối tượng khai nhận chở 3 người đàn ông từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công. Tại cơ quan chức năng, 3 đối tượng khai nhận muốn về Việt Nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để nhập cảnh trái phép.
Ngày 21 tháng 8, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Lương Nhật Bình, sinh năm 1989, trú Đắk Nông, để điều tra xử lý về tội danh trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ điều tra, sáng ngày 21 tháng 7, khi vừa thức dậy, chị H, sinh năm 1972, trú ở phường 9, thành phố Tuy Hòa, phát hiện trong nhà đã bị mất một nhẫn kim cương trị giá 250 triệu đồng, một nhẫn vàng đính ngọc trai, một đồng hồ đeo tay và 67 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngay lập tức, chị đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, hơn một tuần sau, các trinh sát xác định được nghi can Lương Nhật Bình. Đến ngày 14 tháng 8, khi Bình vừa trở về nhà, đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do mê game nên Bình đã đột nhập vào nhà chị H bằng ống thông gió để trộm tài sản. Công an cho biết, Lương Nhật Bình là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.